Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Internet ngày càng phát triển, vấn đề an ninh mạng vẫn luôn là điểm nóng thúc đẩy sự hình thành và bứt phá của các công ty công nghệ trên toàn cầu. Đón đầu xu hướng phát triển này, VNetwork, một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực bảo mật an ninh mạng ra đời, với định hướng trở thành một trung tâm ứng cứu và bảo mật an ninh mạng chất lượng hàng đầu tại Việt Nam và châu Á. Hiện nay, VNetwork đang cung cấp nhiều giải pháp đa dạng, tối ưu cho các doanh nghiệp như giải pháp bảo mật website, bảo mật email Skill eLoud, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ tiên tiến, giải pháp truyền tải dữ liệu Content Delivery Network với hệ thống mạng lưới hơn 280 POPs trải dài 32 quốc gia trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, hệ thống đáp ứng hơn 3 triệu lượt người dùng truy cập cùng lúc và chịu tải 6 tỷ request mỗi ngày. Ngoài ra, VNetwork còn cung cấp các giải pháp về hạ tầng, lưu trữ dữ liệu khổng lồ trên nền tảng điện toán đám mây Cloud, bảo mật dữ liệu an toàn thông qua 3 lớp S3, Interface, Cluster và Ray Array, cùng hệ thống hàng trăm máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn Tier 3 quốc tế như VNPT, Viettel, FPT nhằm đảm bảo tốc độ truyền tải tốt nhất cho các doanh nghiệp. Với tiêu chí đặt khách hàng làm trọng tâm, VNetwork luôn mang đến các cái giá trị và lợi ích cho khách hàng của mình. Do đó, khách hàng trong nước và quốc tế có thể hoàn toàn tin tưởng và an tâm trong quá trình sử dụng dịch vụ tại VNetwork. Với hơn 8 năm hoạt động và phát triển, hiện tại chúng tôi đã đặt các cái cơ sở hạ tầng máy chủ của mình tại 32 quốc gia, trong đó tập trung chủ yếu tại thị trường châu Á. Hiện tại thì chúng tôi đang đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng tại Mỹ và các quốc gia châu Âu để có thể phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng của khách hàng tại các thị trường này. Đây cũng sẽ là cái nền tảng để chúng tôi nghiên cứu và phát triển thêm trên các cái sản phẩm dịch vụ bảo mật của VNetwork. Song song với đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân nâng cao nghiệp vụ và phát triển bản thân, VNetwork đề cao tính công bằng, hợp tác cùng phát triển với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết và nhân sự trẻ chuyên môn cao trong và ngoài nước như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Công ty VNetwork đang đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự và tập trung tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ. Và đặc biệt là sẽ cố gắng đưa VNetwork thuộc top các doanh nghiệp có môi trường và chính sách làm việc tốt nhất ở Việt Nam. Với tinh thần cầu thị, VNetwork nâng cao các hợp tác phát triển quốc tế cùng nhiều đơn vị như công ty Qantech, đồng thời khẳng định năng lực khi đạt nhiều thành tựu và dấu mốc ấn tượng trong lĩnh vực bảo mật an ninh mạng như Vietnam Security Summit, Vietnam Cyber Security, Vietnam Digital Awards và được tin dùng bởi hơn 2.000 khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước ở các lĩnh vực như giáo dục, y tế, giải trí, báo chí, thương mại điện tử, logistics, tài chính. Đây cũng là bàn đạp để VNetwork phát triển vươn xa hơn sang thị trường quốc tế.